cá cảnh đột nhiên nhảy khỏi bể cá là tình huống có thể xảy ra với những người nuôi ít kinh nghiệm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động này của cá cảnh, trong đó phần lớn liên quan đến môi trường sống. Hãy cùng Coi Là Huyền tìm hiểu ngay những nguyên nhân đó là gì và cách khắc phục vấn đề này, bạn nhé! Những nguyên nhân chính khiến cá cảnh nhảy khỏi bể cá. Tình huống cá cảnh đột nhiên nhảy khỏi bể cá khiến không ít người nuôi bất ngờ. Hành động này đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp bạn vắng nhà, bởi cá cảnh sẽ chết nếu ở trên cạn quá lâu. Vậy tại sao chúng lại thực hiện hành động gần như tự sát này? Thực chất, cá cảnh nhảy khỏi khu vực chúng sinh sống đơn giản chỉ bởi chúng cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm. Một vài tác nhân trong môi trường sinh sống có thể khiến cá cảnh hành động như vậy, cụ thể là nước trong bể bị ô nhiễm. Yếu tố lớn nhất đảm bảo một môi trường sống cho cá cảnh phát triển khỏe mạnh là nước. Nếu nước trong bể có vấn đề, cá cảnh sẽ gặp khó khăn trong việc thở hoặc thực hiện các hoạt động khác. Tình trạng nước trong bể cá bị ô nhiễm bao gồm các vấn đề như thiếu oxy trong bể, sự xuất hiện dày đặc của rong rêu và tảo, nước đục, bẩn, không được vệ sinh thường xuyên, nuôi quá nhiều cá trong cùng một bể, độc tố từ các vật trang trí trong bể bằng gỗ nhiễm vào nước, hàm lượng nitrat và ammoniac trong nước quá cao. Những vấn đề kể trên vô tình biến bể cá thành địa ngục với cá cảnh. Kết quả là chúng tìm mọi cách để thoát ra ngoài, điển hình như việc nhảy ra khỏi bể. Thiếu oxy trong bể. Nếu bạn thường xuyên bắt gặp cảnh tượng cá cảnh ngoi lên mặt nước đớp không khí để hô hấp thì chắc hẳn môi trường nước bị thiếu oxy. Việc này lặp lại nhiều lần không chỉ khiến cá cảnh gặp các vấn đề về sức khỏe mà còn dẫn đến việc chúng nhảy ra khỏi bể cá. Người nuôi nên quan sát thật kỹ các dấu hiệu cho thấy bể cá thiếu oxy và cân nhắc các vấn đề như độ sạch của bể cá, kích thước bể, lượng cá nuôi trong bể, mức độ hiệu quả cũng như công suất của máy sụp oxy và máy lọc nước. Loài cá vốn không có phổi nên chúng không thở theo cách của con người. Thay vì đó, chúng cần oxy hòa tan trong nước để hô hấp, và một nguồn nước sạch sẽ cung cấp oxy đủ cho cá. Không chỉ trong môi trường nuôi nhốt mà trong tự nhiên, cá cũng di chuyển khỏi vùng nước bị ô nhiễm đến vùng nước sạch hơn để hấp thu oxy. Nhiệt độ bể cá. Lý do phổ biến khác khiến cá cảnh nhảy khỏi bể là do nhiệt độ trong bể quá nóng hoặc quá lạnh. Mỗi loại cá lại yêu cầu nhiệt độ bể nuôi khác nhau để có thể phát triển khỏe mạnh. Do đó, một trong những vật dụng cần thiết cho bể cá là chiếc nhiệt kế. Nó sẽ giúp bạn kiểm tra nhiệt độ trong bể thường xuyên, tránh trường hợp nhiệt độ không tương thích khiến cá cảnh gặp nguy hiểm. Vị trí đặt bể cá cảnh cũng tác động ít nhiều đến nhiệt độ bể. Một vài trường hợp nhiệt độ có thể thay đổi do vị trí đặt bể, tiêu biểu như bể cá đặt gần bộ tản nhiệt, gần cửa ra vào hay trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Cá bị tấn công. Nếu những vấn đề về nước và nhiệt độ trong bể được kiểm soát tốt mà cá cảnh vẫn nhảy khỏi bể thì chắc hẳn có nguyên nhân khác. Đó có thể là do cá cảnh bị tấn công hoặc gặp nguy hiểm. Vấn đề này thường là kết quả của việc nuôi chung quá nhiều loài trong cùng một bể. Nuôi cùng một loài cá nhưng tính cách mỗi con khác nhau cũng gây ra vấn đề kể trên. Do đó, cân bằng giữa số lượng cá và kích thước bể nuôi là điều rất quan trọng. Mặt khác, cá cảnh có thể bị căng thẳng hoặc hoảng sợ bởi những yếu tố từ bên ngoài bể. Như một điều tất yếu, chúng tìm nơi để ẩn nấp. Tuy nhiên, bể nuôi lại không đủ sức chứa hoặc không có không gian trú ẩn. Kết quả là cá cảnh sẽ nhảy ra khỏi bể để trốn thoát. Lý giải khoa học cho tình trạng cá cảnh nhảy khỏi bể. Tình trạng cá cảnh nhảy khỏi bể về cơ bản đã được khoa học lý giải. Thực chất, đó là một hành động ngẫu nhiên cho sự tuyệt vọng ở cấp độ cá nhân. Một nghiên cứu về hành động nhảy khỏi bể của cá cảnh được thực hiện tại Mỹ. Nghiên cứu này tập trung vào loài cá bảy màu. Các nhà khoa học đã đặt máy ghi hình để thu lại toàn bộ sự việc xảy ra trước khi cá nhảy khỏi bể. Và những gì họ thu được phần nào phản ánh hành động nhảy khỏi bể của cá cảnh là hành động có chủ đích. Trước khi thoát khỏi bể, những con cá dường như đã có thời gian suy tính. Chúng muốn đảm bảo có đủ không gian để bản thân thoát ra ngoài. Sau đó, chúng sẽ tăng tốc và thực hiện. Như vậy, hẳn nhiên, cá cảnh đã nhận thức rõ về môi trường xung quanh, giới hạn của chúng và cách trốn thoát. Tình trạng cá cảnh nhảy khỏi bể được các nhà khoa học kết luận rằng có chủ đích. Và nguyên nhân chúng thực hiện hành động này có thể do chúng cảm thấy bị căng thẳng hoặc do thói quen sẵn có của chúng. Một số loài cá có thói quen nhảy khỏi bể. Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy có một vài loài cá vốn có thói quen nhảy khỏi bể, và chúng thực hiện hành động này khá thường xuyên. Tiêu biểu là cá bảy màu và cá betta. Cá bảy màu, như đã đề cập trong nghiên cứu trên, có xu hướng nhảy khỏi bể một cách thường xuyên. Loài cá này nhảy khỏi bể không phải để trốn thoát kẻ săn mồi hay để lấy được thức ăn mà chỉ đơn giản là để tìm nguồn nước ngọt. Mục đích này phần nào liên quan đến nguồn gốc, môi trường sống trong tự nhiên của cá bảy màu. Một loài cá khác cũng có thói quen nhảy khỏi bể là cá betta. Môi trường sống trong tự nhiên của loài cá này là vùng nước nông, đầm lầy, cánh đồng hoặc kênh mương ở Thái Lan. Và cá betta có thói quen nhảy như một hành động giúp chúng thay đổi môi trường sống và tìm một nơi có nguồn nước tốt hơn. Trên thực tế, cách thở của cá betta cũng rất khác biệt. Chúng có một cơ quan hô hấp phụ nằm ngay sau đầu, gọi là mê lộ hay đường rối. Cơ quan hô hấp phụ này thẩm thấu oxy trực tiếp từ không khí, cho phép chúng thở ngoài không khí trong thời gian ngắn. Nhờ đó,
cá betta có thể thực hiện những cú nhảy lặp đi lặp lại. Cách hạn chế tình trạng cá cảnh nhảy khỏi bể. Như đã đề cập ở trên, có rất nhiều nguyên nhân khiến cá cảnh tìm cách thoát ra khỏi bể, trong đó phần lớn liên quan đến môi trường sống của chúng. Do vậy, cách để hạn chế tình trạng này hiệu quả là người nuôi cần đảm bảo môi trường bể đủ oxy, nhiệt độ trong bể phù hợp với loài cá bạn nuôi, diện tích bể đủ rộng, có nhiều không gian tách biệt cho cá trú ẩn. Không gian xung quanh bể cá không nên quá ồn ào và có nhiều chuyển động, dễ khiến cá cảm thấy hoảng sợ và căng thẳng. Kiểm soát và tách riêng những con cá hoặc loài vật hung dữ, không nuôi chung bể. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị ở bể cá, bao gồm máy lọc nước, máy sục oxy, kiểm tra nồng độ amoniac và nitrat trong nước. Nếu bạn đã đảm bảo đủ những điều kiện trên mà cá cảnh vẫn nhảy khỏi bể thì bạn có thể thử áp dụng những cách như hạ thấp mực nước, mua một chiếc bể lớn hơn hoặc đặt nắp đậy cho bể cá. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi tại sao cá cảnh lại nhảy khỏi bể. Thêm vào đó, biết được cách để hạn chế tình trạng này, đừng quên tiếp tục theo dõi Coi Là Hiền để cập nhật những thông tin bổ ích và thú vị khác về thế giới.